bắt đầu hành động. Từ. Có chuyện gì không? Kế mưu, chụp. Ngoại trừ. Đang chờ gì? Cuối cùng cậu có bắn súng không? Là một người lính mà lại phân vân như vậy. Thiết bị kích nổ ở đâu? Thiết bị kích nổ bằng mật khẩu. Có lẽ phải có hai cái. Cái kia được đồng chí ủy viên chủ tịch mang theo. Đồng chí lãnh đạo cao nhất mà chúng ta kính trọng đã đến. Hôm nay đến trực tiếp khu công nghiệp Kê Sơn để hướng dẫn. CCTV bị hack, sẽ bị xử lý nếu vi phạm. Lực lượng nổi dậy Triều Tiên giả mạo thành quân Hàn Quốc. Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục. Đại bảo ảnh thị. Phim ảnh, đại bảo ảnh thị, đầu. Lại đây rồi. Đạn dẫn đường. Tất cả đều do bọn Mỹ làm. Đừng để lại một lời biện hộ nào. Mọi thứ đã bị đảo chính. Vẫn để tôi tị nạn ở Triều Tiên. Liên hệ Bộ Ngoại giao ngay. Để tôi sơ tán an toàn đến Hàn Quốc. 10 vạn, khẩn cấp, nhanh lên. Xe của chúng ta ở đâu? Tôi cảnh báo cậu, nếu Trung Quốc cắt đứt nguồn nước cho hắn, tất cả đều là trách nhiệm của cậu. Lãnh đạo của cậu. Đã hiểu chưa? Mở cửa nhanh lên, không cần dịch. Đóng cửa lại, còn chần chừ gì nữa, nhanh chặn lại chúng nó. Anh đã điên rồi à? Đi về phía này không phải sẽ đến Hàn Quốc Nam sao? Bây giờ quay đầu lại là đường cùng, hãy nằm xuống cho tôi. Bác sĩ, đây là khoa phụ sản và nhi. Tôi sẽ gọi xe cấp cứu cho bạn. Hãy giúp tôi chữa trị anh ấy. Tôi hứa sẽ không làm hại bạn. Đồng chí Yán, bạn hãy ngồi yên ở đó. Hãy bảo vệ chủ tịch cẩn thận. Tôi sẽ gửi người đến đón ngay. Không cần dịch.
súng xuống. Nhường đường. Không cần dịch. Hỗ trợ chính phủ và chế độ quân đội. Kính lễ. Bắt đầu hành động, dừng xe. Mang sát đến đây. Không được di chuyển. Đặt súng xuống. Nếu sử dụng vũ khí hạt nhân với Bắc Hàn, số người thương vong của quân Mỹ và Hàn sẽ là không. Kẻ Mỹ đã phóng tên lửa hạt nhân vào Cộng Hòa. Bây giờ ngay lập tức phóng. Không cần dịch, khu vực núi ở Phong An Nam đã phóng một tên lửa. Mục tiêu đã được đặt vào Nhật Bản. Nhật Bản. Hiểu và chuẩn bị chặn đứng. Vũ khí hạt nhân của chúng tôi không phải để tấn công, mà là để tự vệ, không loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân lần nữa, xóa bỏ Nhật Bản khỏi bản đồ mãi mãi. Tại sao bạn chọn bắn vào Nhật Bản? Bởi vì so với Hàn Quốc, người Mỹ quan trọng hơn Nhật Bản. Tên lửa đạn đạo hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã phát nổ trên bầu trời Đông Hải.
Mục tiêu tiếp theo sẽ là Hàn Quốc. Bây giờ chúng ta nên xem xét tình hình của các đồng minh, đặt sự an toàn của mọi người lên hàng đầu. Liệu liên minh Hàn-Mỹ có kém xa so với liên minh Mỹ-Nhật không? Xin hãy chú ý đến lời nói của bạn. Đừng luôn hy vọng chúng tôi giải quyết vấn đề cho Hàn Quốc. Xin hãy thử đổi góc nhìn. Hãy nghĩ về tình hình của Nhật Bản. Khi cần chịu đựng thì hãy chịu đựng. Báo cáo, một quả bom hạt nhân khác đã được tiết lộ, chuẩn bị bắn vào Hàn Quốc. Quân đội nhân dân Triều Tiên, đội quân tinh nhuệ nhất lắng nghe lệnh. Từ bây giờ, trong vài phút sau, ánh sáng hạt nhân tự hào của Cộng hòa sắp che khuất bầu trời phía trên Nam Triều Tiên.